Xin chào các bạn, mình là bác sĩ Đoàn Ngọc Thiện, hiện đang công tác tại khoa Nam học Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Thành phố Hồ Chí Minh. Thì hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn về một chủ đề, đó là viêm màu tinh hoàn. Viêm màu tinh hoàn là tình trạng mà màu tinh hoàn biểu hiện ưng, nóng, đau ở một bên hoặc là hai bên. Thì đường lây truyền của viêm màu tinh hoàn này thường là do đường máu, đường bạch huyết hoặc là nhiễm trùng ngược dòng từ bên ngoài vào qua niệu đạo, chủ yếu là do vi khuẩn hoặc là do lao. Triệu chứng của viêm màu tinh hoàn đó là bệnh nhân có thể là sốt hoặc là không sốt, đau màu tinh hoàn một bên hoặc hai bên, đau có thể lan lên vùng gốc bìu hoặc là lan lên vùng bẹn hoặc vùng bụng dưới. Ngoài ra thì bìu có thể căng to, sưng, nóng, đỏ và cảm giác sờ đau. Viêm màu tinh hoàn thì mình gặp ở hầu hết các lứa tuổi, đặc biệt là các lứa tuổi nằm trong cái độ tuổi quan hệ tình dục, như là từ 19 đến 45 tuổi. Đối tượng mà có nhiều bệnh tình quan hệ tình dục không sử dụng biện pháp an toàn thì dễ gây ra tình trạng là viêm niệu đạo do lậu hoặc các vi khuẩn khác không do lậu. Thì những con vi khuẩn đó nó sẽ ngược dòng, nó chạy ngược vào trong ống dẫn tinh, vào bên trong màu tinh và gây ra viêm màu tinh hoàn. Thì những đối tượng đó rất là dễ có tình trạng là tắc cái màu tinh và tắc cái ống dẫn tinh, dẫn đến tình trạng vô sinh sau này. Thường thì bệnh nhân sẽ phải khám liền nếu mà bệnh nhân cảm giác đau vùng bìu, bởi vì nếu mà đau quá nhiều vùng bìu thì mình cần phải loại trừ đầu tiên đó là cái xoắn tinh hoàn. Và xoắn tinh hoàn là một cái bệnh ngoại khoa cấp cứu. Bệnh viện Tâm Anh thì có rất là nhiều máy siêu âm nổi tiếng và xịn, nên là có thể chẩn đoán gần như là chính xác về các vấn đề đau bìu cấp. Bệnh nhân khi mà đau tinh hoàn có thể tới khám tại khoa Nam học Bệnh viện Tâm Anh để bác sĩ có thể là đưa một cái chỉ định đi siêu âm. Ngoài ra tùy theo triệu chứng của bệnh nhân, nếu bệnh nhân có tiểu gắt, tiểu bút thì mình sẽ đi lấy cái nước tiểu mình xét nghiệm, vì có thể là xét nghiệm ra những con vi khuẩn lây truyền qua đường tình dục như là lậu, chlamydia, hoặc là mình lấy cái nước tiểu đó mình đi nuôi cấy con vi khuẩn, coi là trong nước tiểu của mình có con vi khuẩn nào và con vi khuẩn nó nhạy với kháng sinh nào thì mình sẽ điều trị đúng con vi khuẩn với đúng kháng sinh đó. Viêm màu tinh hoàn có thể điều trị được và tùy theo nguyên nhân mà chúng ta sẽ lựa chọn một phương pháp điều trị khác nhau. Nếu mà viêm màu tinh hoàn mà do vi khuẩn thì chúng ta có thể điều trị bằng kháng sinh, hoặc là nếu mà chúng ta có kháng sinh đồ thì chúng ta sẽ điều trị theo cái kháng sinh đồ. Ngoài ra nếu mà viêm màu tinh hoàn do lao thì chúng ta sẽ phải điều trị thuốc kháng lao. Nếu mà viêm màu tinh hoàn mà có rò mủ ra phần bìu thì chúng ta có thể là thực hiện phẫu thuật ngoại khoa để dẫn lưu mủ. Thường bệnh nhân được điều trị kháng sinh không phải do lao thì khoảng ít nhất điều trị tầm 10 ngày đến 14 ngày, còn nếu do lao thì khoảng 6 đến 9 tháng. Và lưu ý là nếu mà bệnh nhân cảm giác đau quá thì mình có thể là chườm đá, nghỉ ngơi tại giường nhiều hơn, hạn chế vận động, tắm bằng nước nóng, mặc quần lót chật hơn để nâng đỡ bìu và tránh tình trạng rung lắc, giúp cho giảm đau, giảm khó chịu vùng bìu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong các kỳ tiếp theo.